Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam-Trung Quốc qua chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia và đoàn thăm chính thức Việt Nam tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới COP28 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thưa quý vị, chiều ngày 1 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thăm làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm của đồng chí Vương Nghị sẽ góp phần tích cực thúc đẩy các mặt hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc, nêu đậm về ý nghĩa của quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước của Việt Nam. Khẳng định sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chúc mừng những thành tựu mà Trung Quốc đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội 20 đề ra. Việt Nam luôn ủng hộ nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa, phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò ngày càng quan trọng đối với hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những tiến triển rất tích cực trong quan hệ hai đảng, hai nước, đặc biệt là những thành quả nổi bật trong 15 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Ghi nhận kết quả quan trọng của phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, Tổng Bí thư đề nghị hai bên, đặc biệt là các cơ quan đối ngoại ngoại giao của hai đảng, hai nước, phát huy vai trò đầu mối trong thúc đẩy toàn diện quan hệ trên các lĩnh vực, trọng điểm là tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao nhằm tạo định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, tạo không khí thuận lợi cho tổng thể quan hệ hai đảng, hai nước vốn không ngừng phát triển tốt đẹp. Đồng chí Vương Nghị trân trọng truyền lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Vương Nghị bày tỏ nhất trí cao và tiếp thu các ý kiến định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng, hai nước. Chúc mừng những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được qua gần 40 năm đổi mới và từ sau Đại hội 13 đến nay. Đồng chí Vương Nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045 do Đại hội 13 đề ra. Đồng chí Vương Nghị đã thông tin về những nhận thức chung và kết quả quan trọng mà hai bên đã đạt được tại phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo và định hướng của hai tổng bí thư hai đảng, các ngành các cấp của hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả trên các lĩnh vực, tăng cường tin cậy chính trị, không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới. Tiếp đó, trong chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao, tăng cường hợp tác ngoại giao, quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, đẩy mạnh và làm phong phú hơn nữa các hoạt động du lịch, giao lưu như diễn đàn nhân dân, liên hoan thanh niên, giao lưu nhân dân biên giới. Về vấn đề Biển Đông, trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, cùng xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những ý kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Cũng trong chiều ngày 1 tháng 12, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đồng chủ trì phiên họp lần thứ 15, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Tại phiên họp, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư phát triển bền vững, lành mạnh, tăng cường đầu tư của Trung Quốc và Việt Nam trong các lĩnh vực sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong các dự án tồn đọng, đẩy nhanh triển khai các dự án viện trợ không hoàn lại tại Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường, giao thông vận tải, nông nghiệp, y tế, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị. Hai bên trao đổi về các biện pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của Bộ Ngoại giao hai nước trong việc thực hiện nhận thức chung cấp cao và những kết quả đạt được tại phiên họp lần thứ 15, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ song phương, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khun Sudari và đoàn đang thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Campuchia trên cương vị mới. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị, lòng tin chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước, làm nền tảng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác, tăng cường kết nối giữa lãnh đạo trẻ hai nước nhằm bồi đắp tình cảm, sự tin cậy gần gũi và vun đắp cho quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước. Về hợp tác quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí coi đây là trụ cột của quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và đề nghị Campuchia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Hai chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đà phát triển mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là thương mại song phương đã đạt mức ấn tượng hơn 10 tỷ đô la Mỹ năm ngoái. Nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế, sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế đến 2030, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu nông sản, mở rộng các dự án trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, sản xuất phân bón, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, công nghệ thông tin và truyền thông, y tế và nông sản sạch. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, gồm cả bậc đại học và sau đại học, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, đẩy mạnh hợp tác đầu tư cho các dự án kết nối giao thông hai nước, triển khai kế hoạch phát triển du lịch tại khu vực tam giác phát triển, phối hợp với Lào đẩy mạnh du lịch một hành trình, ba điểm đến qua Campuchia, Lào, Việt Nam. Về hợp tác biên giới, hai nhà lãnh đạo nhất trí với việc tăng cường hợp tác quản lý tốt đường biên giới an ninh, an toàn, chống tội phạm, bảo vệ kết quả đã đạt được và đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc 16% còn lại. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, đồng thời đề nghị Campuchia tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống và hội nhập với sở tại. Hai chủ tịch Quốc hội khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực, đề cao lập trường, nguyên tắc chung của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước UNCLOS 1982, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tuyên bố DOC và sớm đạt được bộ quy tắc COC thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Về hợp tác nghị viện, hai chủ tịch Quốc hội khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội đã ký tháng 11 năm ngoái, trong đó có việc tích cực duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa các ủy ban của Quốc hội, nhóm nghị sĩ Quốc hội trẻ, nhóm nữ nghị sĩ Quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng. Hai bên nhất trí phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương, giám sát các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết. Hai chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương như IPA, IPU, APPF và các tổ chức nghị viện đa phương khác, duy trì cơ chế hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam, CLV. Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khun Sudari. Chủ tịch Quốc hội Khun Sudari trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Đảng CPP Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet và các nhà lãnh đạo Campuchia đến Tổng Bí thư. Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực,
cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà Việt Nam đã dành cho Campuchia từ trước đến nay. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7. Đảng CPP đã giành thắng lợi to lớn. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Campuchia, luôn giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển. Tổng Bí thư đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nội dung cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng và cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu ba đảng Việt Nam, Campuchia, Lào, trong đó nhấn mạnh hai quốc hội tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, liên nghị viện quốc tế. Chiều ngày 1 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hun Sudari. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh hai nước đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm, thử thách và có nhiều điểm chung trong quá trình phát triển. Chính vì vậy, sự phát triển của nước này là niềm động viên, khích lệ đối với nước kia. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hai bên tiếp tục đoàn kết, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ hơn nữa để cùng phát triển ổn định, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư để khai thác hết tiềm năng, dư địa sẵn có. Chủ tịch nước cũng tán thành với Chủ tịch Quốc hội Campuchia về hợp tác đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc 16% còn lại. Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn lãnh đạo Việt Nam đã ủng hộ kết quả bầu cử của Campuchia vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Campuchia cũng đề nghị hai bên tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, mong muốn Việt Nam sẽ thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với Campuchia trong quá trình phát triển. Thưa quý vị, chiều ngày 1 tháng 12 theo giờ Việt Nam tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự lễ khai mạc trọng thể Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới trong khuôn khổ Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu lần thứ 28, COP28. Tham dự nghị thượng đỉnh có lãnh đạo và đại diện của 197 bên tham gia Công ước, trong đó có hơn 140 nguyên thủ và thủ tướng chính phủ các nước, tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng lãnh đạo hàng chục tổ chức quốc tế và thể chế tài chính lớn trên thế giới, nhiều tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức phi chính phủ. Tại lễ khai mạc, tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, tổng thống nước chủ nhà UAE Mohamed bin Zayed, nhà vua Anh Charles, tổng thống Brazil Da Silva nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, kỳ vọng hội nghị COP28 sẽ đưa ra những hành động khí hậu tham vọng và quyết liệt hơn nữa trên cơ sở tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế. Các nhà lãnh đạo cho rằng hội nghị COP28 là niềm hy vọng của thế giới, đánh dấu bước ngoặt mang tính chuyển đổi trên cơ sở đánh giá tổng thể tiến bộ đạt được kể từ thỏa thuận Paris được thông qua vào năm 2015, sẽ đề ra phương hướng hành động cho thời gian tới. Trong đó, các hành động khí hậu cần hướng đến mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, tiếp tục giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, tăng cường tài chính khí hậu, nhất là tăng gấp đôi tài chính khí hậu cho giai đoạn sau năm 2025. Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới trong khuôn khổ Hội nghị COP28, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp song phương Thủ tướng UAE Mohammed bin Rashid Al Maktoum và Thái tử Tiểu vương Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phát triển quan hệ Việt Nam-UAE và mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-UAE, đề nghị UAE chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy các quỹ đầu tư của nước này đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng UAE chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam cách đây 20 năm, bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam, khẳng định nước này rất coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thúc đẩy quan hệ, đặc biệt là sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước. Còn Thái tử Tiểu vương quốc Dubai bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam, chia sẻ ấn tượng về chất lượng nổi tiếng của sản phẩm cà phê Việt Nam, sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính Dubai với Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế lớn, bao gồm Thủ tướng Ấn Độ, Tổng thống Pháp, Tổng thống Indonesia, Quốc vương Brunei, Thủ tướng Hà Lan, Thủ tướng Đan Mạch, Thủ tướng Phần Lan, Thủ tướng Na Uy, Tổng thống Brazil, Tổng thống Mông Cổ, Tổng thống Zambia, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế,
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, đặc phái viên khí hậu của Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry. Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo đã trao đổi những giải pháp thực chất, hiệu quả nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, nghiên cứu, xem xét nâng tầm quan hệ cho phù hợp với tình hình hiện nay. Lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế đều bày tỏ ấn tượng về thành tựu trong phòng chống dịch, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, công tác đối ngoại của Việt Nam, đánh giá cao vị thế, vai trò ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, là một trong những nền kinh tế phát triển năng động, nhiều tiềm năng, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện chính sách với nhiều hành động triển khai cam kết đưa mức phát thải ròng về không đến năm 2050. Đó là Việt Nam đã cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định năm 2022, ban hành chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, thông qua tuyên bố chính trị GETP, phê duyệt quy hoạch điện 8, quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, công bố kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam tại hội nghị COP28 và triển khai đề án phát triển 1 triệu hecta vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Các nhà lãnh đạo bày tỏ trân trọng, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả ấn tượng của Việt Nam trong triển khai thực hiện các cam kết tại COP26, nhấn mạnh sẽ tích cực hợp tác chặt chẽ, trách nhiệm và đồng hành với Việt Nam để cùng phát triển kinh tế xã hội, xử lý hiệu quả các vấn đề quốc tế và cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Chiều ngày 1 tháng 12 tại UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng chủ trì sự kiện huy động tài chính thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Chia sẻ tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô kinh tế khiêm tốn, độ mở cao, sức chống chịu có hạn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thực hiện cam kết quốc tế là tới năm 2050, phát thải ròng bằng không để góp phần bảo vệ trái đất, cùng thế giới phát triển bền vững, ổn định, lâu dài. Để thực hiện mục tiêu đó, Việt Nam cần hỗ trợ về tài chính, hạ tầng, công nghệ, nhân lực và quản trị. Việt Nam đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện chính sách với nhiều hành động triển khai cam kết tại COP26, đã và đang triển khai nhiều đề án quan trọng như chuyển đổi giao thông xanh, phát thải thấp, phát triển các dự án điện gió ngoài khơi, phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng, phát triển hệ sinh thái và xây dựng nền công nghiệp năng lượng tái tạo, triển khai đề án 1 triệu hecta lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp. Đặc biệt, Việt Nam là một trong ba quốc gia đang phát triển đầu tiên tham gia quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng ZETP. Tại COP28, Việt Nam sẽ là nước đầu tiên công bố kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện ZETP. Thủ tướng khẳng định những công việc trên cho thấy trong hơn 2 năm qua, Việt Nam đã rất nỗ lực vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, vừa thực hiện các cam kết về giảm phát thải, ứng phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp cần xác lập tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm mới và hành động quyết liệt hơn nữa, với những giải pháp đột phá, tổng thể, toàn diện, đổi mới và sáng tạo hơn. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, định chế tài chính, các quỹ phát triển, các quốc gia đồng hành cùng chính phủ thực hiện các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh một cách phù hợp thực tiễn và có hiệu quả, góp phần giúp Việt Nam chuyển đổi năng lượng thành công, cùng thế giới chung tay bảo vệ trái đất. Thủ tướng đề nghị phát triển các quan hệ hợp tác đối tác, huy động hợp tác công tư, lấy đầu tư công, dẫn dắt đầu tư tư, đổi mới các cơ chế tài chính khí hậu, quan tâm đào tạo nhân lực, đổi mới quản trị và phát triển hạ tầng số, hạ tầng xanh. Nhân dịp này, Thủ tướng đã chứng kiến trao 9 thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế về phát triển xanh, trong đó có bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Diễn đàn Kinh tế Thế giới, giữa Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Standard Chartered và Tập đoàn Sovico về hợp tác chiến lược hướng đến việc tư vấn triển khai môi trường, xã hội, quản trị và thu xếp nguồn vốn cho các dự án xanh. Nhân dịp này, Thủ tướng đã tiếp ông Bill Winters, Tổng Giám đốc Toàn cầu, điều hành tập đoàn Standard Chartered và tham quan gian triển lãm của Việt Nam tại COP28. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp thiết thực và hiệu quả của tập đoàn đối với quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.
các nỗ lực và hành động của Standard Chartered trong hoạt động đầu tư, hỗ trợ hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Thủ tướng cho biết Việt Nam đang xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, giúp giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ của các doanh nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư để các nhà đầu tư có thể yên tâm làm ăn kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không, Việt Nam cần nguồn lực rất lớn. Thủ tướng đề nghị tập đoàn Standard Chartered tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam để triển khai các cam kết ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong chuyển đổi năng lượng công bằng. Tổng giám đốc toàn cầu Standard Chartered cho biết, tập đoàn rất tự hào được đóng góp vào tiến trình phát triển của Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, đánh giá cao cách tiếp cận sáng tạo của Việt Nam trong ứng phó thách thức chung về biến đổi khí hậu. Ông đánh giá những cam kết và nỗ lực để triển khai cho thấy Việt Nam là đối tác vừa hấp dẫn, vừa đáng tin cậy để tiếp tục rót vốn. Nhân dịp này, Thủ tướng đã đến tham quan gian hàng của hãng xe điện VinFast, đại diện doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam có trưng bày và phát biểu tại COP28 và trải nghiệm mẫu xe ô tô điện toàn cầu cao cấp nhất của hãng VF9 được trưng bày tại COP28. Những mẫu xe điện của VinFast đã góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương tiện di chuyển xanh trên toàn cầu. Ủy ban đối ngoại của Quốc hội vừa ra thông cáo nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sê Sẩm Phon Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhammad Normatha, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam CLV lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2023 và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị, trong ngày 1 tháng 12, phiên thứ nhất của Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam là một trọng tâm của Đại hội, gắn với việc thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh việc xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Nhiều ý kiến, giải pháp đã được đề xuất để Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, toàn diện hơn trong nhiệm kỳ mới. Một đột phá của nhiệm kỳ 2023-2028 với công đoàn các cấp chính là phải nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, tập trung tuyên truyền giáo dục giúp công nhân viên chức nhận thức sâu sắc hơn về giai cấp, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về tổ chức công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với những hình thức mới, đa dạng và hiệu quả hơn. Chúng tôi sử dụng cái biện pháp là tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích và thông qua các hình ảnh, thông qua các cuộc thi, thông qua các diễn đàn, thông qua các cái hội nghị, hội thao, hội diễn để mà tuyên truyền vận động người lao động, thu hút được người lao động tham gia càng đông càng tốt. Trong nhiệm kỳ tới thì chúng tôi tiếp tục xây dựng chương trình đẩy mạnh truyền thông và trong đó chúng tôi tập trung vào việc sử dụng mạng xã hội trong công tác truyền thông và chúng tôi đánh giá rằng việc sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền vận động ở thời điểm hiện nay cũng là một cái hình thức phù hợp cho người lao động, đặc biệt là công nhân mà là công nhân trẻ. Nhiệm vụ đặt ra với công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ mới là tập trung lấy đoàn viên người lao động là trung tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt mục tiêu đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở là yếu tố quyết định nhằm phát triển được 15 triệu đoàn viên công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Tư tưởng chính trị cũng như là cái năng lực tập hợp đoàn kết, bản lĩnh của người cán bộ công đoàn ở khu vực doanh nghiệp để mà có khả năng vận động người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi phải xác định rằng tổ chức công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của cơ quan đơn vị doanh nghiệp, vì việc làm và đời sống của người lao động. Như vậy là chúng tôi sẽ tập hợp được đoàn người lao động trong thời gian tới. Với quyết tâm ấy, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam chắc chắn sẽ đáp ứng được những kỳ vọng của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn, cũng như niềm tin của hơn 50 triệu lao động trên toàn quốc, tạo động lực, khí thế mới để hoàn thành những mục tiêu dân giàu, nước mạnh mà nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra.
Thưa quý vị, nam quan hệ tình dục đồng giới, gọi tắt là MSM, được cảnh báo là một trong những nhóm nguy cơ chính và chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số người nhiễm mới HIV thời gian tới. Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, trong năm 2016 đến 2022, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm này có xu hướng tăng gần gấp đôi, từ 7,4% lên 12,5%. Nguyên nhân là do tâm lý ngại bị kỳ thị kép, đồng tính và có nguy cơ HIV, nên họ thường ẩn mình, che giấu tình trạng sức khỏe của bản thân. Và để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong nhóm NSM, những phương thức tiếp cận gần gũi và cởi mở đã được sáng tạo bởi những tư vấn viên y tế đặc biệt. Họ thuộc chính cộng đồng LGBT. Kết bạn trên ứng dụng hẹn hò là cách mà các tư vấn viên y tế thuộc cộng đồng LGBT đang sử dụng để tiếp cận khách hàng của mình, những người thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới MSM. Đây là nơi tập hợp nhiều nhất nhóm đối tượng MSM có nguy cơ cao bởi nhiều bạn tìm đến ứng dụng để kết nối bạn tình. Thật ra là bản thân mình là một người trong cộng đồng LGBT. Bên mình cũng tiếp cận từ từ thôi, nói chuyện cả tháng. Rồi sau đó mình sẽ tư vấn về, mình sẽ hỏi về cái nguy cơ này mà mình coi các bạn đấy như kiểu bạn bè mình, thân thiết với họ, tạo đủ niềm tin cho họ thì họ sẽ đến với mình. Từ trò chuyện ảo tới gặp gỡ ngoài đời thực. Thế là lo lắng, yêu của em ngoại tình ý. Bên anh là có thuốc dự phòng PrEP miễn phí đấy. Là người thuộc cộng đồng LGBT nên những nội dung câu chuyện của Huy gần gũi, thấu hiểu và dễ được đón nhận. Bản thân mình có phản ứng với HIV. Nguy cơ là người yêu bạn đấy cũng bị nhiễm HIV và từ một bạn khác nữa. Đấy, mình rất là sốc luôn. Có nhiều bạn, các bạn biết tình trạng của bản thân mình nhé, nhưng mà các bạn ấy giấu, các bạn ấy tự ti. Mình chọn công việc làm ở đây để mình có thể là truyền cho các bạn đấy một cái năng lượng tích cực. HIV nó cũng như một căn bệnh mãn tính thôi. 4 năm gắn bó với công việc tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS, Huy là một trong số gần 100 đồng đảng viên của hệ thống phòng khám G-Link, phòng khám thân thiện với cộng đồng do người đồng tính nam làm chủ. Từ khi thành lập năm 2016, G-Link đã tiến hành hàng nghìn xét nghiệm HIV/AIDS và kết nối hơn 20.000 người với dịch vụ điều trị dự phòng PrEP. G là gay, Link là kết nối, là gay kết nối. Lan tỏa rộng khắp nơi ấy, thì mình sẽ được kết nối nhiều hơn và tuyên truyền được cái về cái HIV nhiều hơn. Tức là họ sẽ được kiểm tra STI định kỳ và nếu như có vấn đề thì cũng sẽ được xử lý ngay. Tại là thuốc rep này tại phòng khám bên Việt là đang cung cấp miễn phí. Mỗi khách hàng có hoàn cảnh khác nhau nên áp dụng cách tiếp cận và điều trị riêng phù hợp. Cách truyền thông yêu cầu sự sáng tạo, gần gũi và dễ tiếp cận. Những bác sĩ, tư vấn viên HIV/AIDS trên TikTok này có tới hàng triệu lượt like. Họ vừa hiểu rất sâu về cái lĩnh vực y tế, nhưng họ lại hiểu rất sâu về cộng đồng của họ. Họ truyền thông tạo cầu thông qua các cái mạng xã hội này, tạo cái sức lan tỏa nó tăng lên gấp bội phần trong một cái cộng đồng nhỏ, trở thành một cái cộng đồng lớn. Năm 2018, chỉ có khoảng 15.000 MSM được tiếp cận tư vấn, xét nghiệm HIV trên cả nước. Đến nay, con số đó đã tăng lên 100.000 người nhờ cách làm sáng tạo và chung tay của các nhóm cộng đồng, các đồng đảng viên tích cực trong lĩnh vực y tế. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTVGo đang hiển thị trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store và Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.